người trông chó của Lady Gaga bị bắn, hai chú chó bị đánh cắp. Vào khoảng 9 giờ 40 tối 24 tháng 2, một vụ tấn công bằng súng đã xảy ra tại Block 1500 trên đại lộ North Sierra Bonita, Los Angeles, Mỹ. Một người đàn ông 30 tuổi sau khi bị tấn công bằng súng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Anh này được cho là làm công việc dắt chó đi dạo giúp nữ ca sĩ Lady Gaga. Người đàn ông đang dắt chó đi dạo thì bị bắn bằng súng. Các nghi phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mang theo 2 trong số 3 chú chó của nữ ca sĩ khi đó đang được dắt đi dạo. Đại diện phía cảnh sát Los Angeles, ông Jeff Lee đã chính thức xác nhận thông tin với giới truyền thông và cho biết phía cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công có sử dụng vũ khí sát thương. Phía cảnh sát cũng xác nhận rằng 2 chú chó Bulldog giống Pháp được cho là thuộc về Lady Gaga đã bị những kẻ tấn công lấy đi khỏi hiện trường.